chào tất cả mọi người quay trở lại video của mình ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì mình lại tiếp tục hành trình là quay video xe đậu chạy cây cho mọi người cùng được xem. Giờ đây thì một chiếc xe đậu cũng đã vào cuộc là bốc cây xong rồi và sẽ chuẩn bị đi khởi hành đi về nhé. Bác Tài đã bắt đầu nổ máy rồi và anh em mình cùng theo chân chiếc xe đi về xem mà hành trình của ngày hôm nay sẽ như thế nào nhé. Chắc vẫn phải tờ nhá. Rơi lên rồi nhá. Không lên được rồi, chắc là sẽ tờ nhá, giờ tờ cho chắc đây. Ngày hôm nay thì anh em mình cũng khá là đông nên là mình sẽ không phụ kéo cáp nữa, mình sẽ đứng đây để lên cận cảnh cho mọi người cùng xem nhá. Giờ sẽ đấu hai góc nhé. Giờ sẽ thu cáp lại nhé. Giờ thì chiếc xe cũng đã lại về. Hôm nay thì do cây đây cắt hơi dài nên là không chấp được.
hàng thì nói thật với các bạn là rất chi là nhiều luôn. Và giờ đây thì clip của mình thì cũng sẽ dừng lại đây nhá. Mọi người xem clip mình hay thì nhớ cho mình xin thật lên nhiều lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Gặp lại tất cả mọi người ở những đoạn video tiếp theo nhé.